Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn những bất động sản nào nó có cái sự kết nối cao, đấy, có lượng dân cư hiện hữu, điểm ra của khu nghiệp để chúng ta đón đầu xu hướng. Chào mừng anh chị đến với video tiếp theo của Nguyễn Bất Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về chủ đề là đất nền Bình Phước thì nên đầu tư ở đâu. Đây là những nội dung mà trong thời gian vừa qua nhiều anh chị quan tâm, đặc biệt trong năm 2022 này khi mà các dự án cơ sở hạ tầng tại Bình Phước ngày một hoàn thiện. Và với cái ưu điểm trước đây và hiện tại bây giờ của Bình Phước là gì ạ? Nhiều cái dự án và giá đất cũng khá là rẻ. Và trong thời gian này thì khi mà thị trường có những diễn biến phức tạp thì một số anh chị lăn tăn là không biết với Bình Phước thì nên đầu tư ở đâu và có nên đầu tư đất nền ở Bình Phước hay không. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ để tất cả chúng ta có cho mình được những cái quyết định hiệu quả cũng như là thoải mái nhất anh chị nhé. Anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy bổ ích cho người khác và giá trị cho cộng đồng của mình thì hãy chia sẻ đến họ. Và ngoài ra hãy tặng tôi một nút like và đừng quên nhấn một nút đăng ký kênh để ủng hộ video. Bình Phước trong thời gian vừa qua, quý vị ạ, về tâm điểm của bất động sản chúng ta có thể nhắc tới các khu vực như là gì ạ? Trơn Thành có BKMX Trơn Thành, Đồng Xoài có gì ạ? Việc nên thành phố và mở rộng thành phố Đồng Xoài, Đồng Phú, bản đồ như anh chị chúng ta đang theo dõi đây có khu nghiệp lớn nhất Bình Phước và gì ạ? Con đường vành đai Hồ Suối Giai và dự án khu đô thị của tập đoàn Sun Group. Đấy, đây là những cái điểm nổi bật của thị trường bất động sản Bình Phước trong thời gian vừa qua. Và một số địa phương khác thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như là Lộc Ninh, Bù Đốp, Phú Riềng thì cũng có những cụm công nghiệp, có những đường xá nhưng nó chỉ ở một số cái thời điểm nhất định thôi. Ví dụ như cái thời điểm đấy giá nó còn rẻ thì các nhà đầu tư gì ạ? Có thể là họ sẽ mua bán và tạo thành các cái sóng đúng không ạ? Nhưng nó chỉ diễn biến trong một khoảng thời gian ngắn. Còn về phía ở Trơn Thành thì thời gian vừa qua có BKMX Trơn Thành đúng không ạ? Khu vực này nhiều nhà đầu tư cũng đã được có những kết quả hết sức là tuyệt vời. Và thời gian này thì Trơn Thành được lên thị xã và phân khúc bất động sản sẽ phát triển sắp tới ở Trơn Thành là chính là dòng tiền đúng không ạ? Đấy, buôn bán. Về Đồng Xoài thì chúng ta sẽ thấy ở khu vực này thì thời gian vừa qua với việc từ thị xã lên thành phố và cái việc mở rộng thành phố Đồng Xoài thì cũng đã giúp nhiều nhà đầu tư có những kết quả tuyệt vời. Vậy chúng ta sẽ nên nhắm vào đâu? Thì như anh chị đang theo dõi trên màn hình chính là cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Đồng Phú anh chị nhé. Đấy, tại vì sao tôi lại chia sẻ về cái bản đồ quy hoạch của đất nền Bình Phước trong video này? Bởi vì đây chính là cái điểm đến của các nhà đầu tư trong thời gian sắp tới đây tại thị trường Bình Phước. Và đây là một cái huyện mà chúng ta có thể đi dài được và cái tầm nhìn có thể là 10 năm hoặc là 15 năm với nhiều các cái dự án trọng điểm của tỉnh và gì ạ, với các mức lãi vốn và cái độ thanh khoản cực kỳ cao mà anh chị chúng ta có thể nhắm đến. Và nói về huyện Đồng Phú thì chúng ta có thể biết đến hai cái dự án chính, đó chính là gì ạ? Thứ nhất là khu công nghiệp BKMX. Đây, anh chị chúng ta thấy trên màn hình là cái vùng quy hoạch màu nhỏ nhỏ này hiện nay đã đang làm 4 tuyến đường gần xong rồi, 4321, nằm ở các xã là Tân Lập, Tân Tiến, Tân Phú, Tân Lợi và Tân Hòa. Ngoài ra cái điểm nhấn số 2 của bất động sản Đồng Phú trong thời gian vừa qua đó chính là gì ạ? Hồ Suối Giai, là khu vực màu xanh này anh chị nhé, trải dài từ Tân Lập mà lên tới Đồng Xoài luôn. Và nó có con đường vành đai Hồ, trong năm nay khả năng cao sẽ thông tuyến thành công và sẽ đi vào hoạt động vào năm sau. Con đường này dài nhất Bình Phước và có view hồ cực đẹp quý vị nhé. Ngoài ra thì phía tây hồ này đang được tập đoàn Sun Group thành lập quy hoạch khu đô thị và khu du lịch lớn nhất tại Bình Phước do Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt. Thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái bản đồ quy hoạch Đồng Phú này anh chị ạ. Thì bản đồ của Đồng Phú sẽ ôm trọn gần hết như thành phố Đồng Xoài. Đây, thành phố Đồng Xoài ở khu vực này. Thì Trơn Thành nối một tí đuôi ở cái phần này thôi. Đấy, xung quanh là gì? Các cái huyện khác như là Hớn Quảng, Phú Riềng, Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai ở phía này, Bình Dương ở đầu này, anh chị nhá. Và gồm các cái xã như là Tân Lập, Tân Hòa, Tân Tiến,
Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Phước, Đồng Tiến, Đồng Tâm, Thuận Phú và Thuận Lợi. Thì thời gian vừa qua những anh chị nào mà chúng ta theo cái sóng gì ạ, thành phố Đồng Xoài mở rộng thì chúng ta có thể nhắm đến Thuận Phú, Đồng Tiến, Tân Phước là những khu vực sẽ được Đồng Xoài sáp nhập vào thành phố, nhưng cần có thời gian anh chị nhé. Đấy, và hiện tại bây giờ về Đồng Phú thì chúng ta có những cái ưu điểm gì để phát triển bất động sản? À đúng không ạ, đầu tiên chúng ta sẽ nói về địa hình. Tổng quan chung địa hình của Đồng Phú anh chị ạ, có địa hình khá là bằng phẳng, đất với nền đất rất là chắc. Chính những điều này nó giúp cho các doanh nghiệp phát triển về công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, giảm thời gian triển khai khu nghiệp và rút ngắn thời gian triển khai khu nghiệp anh chị nhé. Địa hình bằng phẳng là một ưu thế rất là lớn của huyện Đồng Phú trong thời gian sắp tới đây. Thứ hai nữa là về vị trí địa lý, thì từ khu nghiệp BKMX đây, như anh chị thấy đấy, và thứ hai là gì ạ, khu du lịch, khu đô thị của tập đoàn Sun Group kết nối lên thành phố Đồng Xoài ở khu vực này khoảng 10 phút đi xe, kết nối sang Bình Dương cũng khoảng 10 phút đi xe, thậm chí không đến anh chị nhé, rất là gần. Có các cái trục đường xương sống chính, ví dụ như là đường DT741 là khu vực phía màu này anh chị nhé. Đấy, trải dài lên tới thành phố Đồng Xoài và đi lên Đồng Tiến và Đồng Tâm. Thứ hai nữa là đường Tạo Lực Đồng Phú là con đường chẻ đôi khu nghiệp ở đây, sẽ kết nối từ tỉnh Bình Dương kết nối thẳng lên quốc lộ 14 anh chị nhé, là điểm này. Đấy là tuyến đường Tạo Lực 65m. Đấy, và các cái trục đường xương sống và khu nghiệp như là tuyến 4, tuyến 3, tuyến 2 và tuyến 1. Đường nhỏ nhất là 32m, đường to nhất là đường số 2 là 65m. Thì các cái khu vực đường mới như thế này sau này sẽ rất là sầm uất, vì lượng dân cư ở các tỉnh thành khác họ đến đây họ an cư lập nghiệp. Thì điều này chúng ta bắt buộc phải có thời gian lâu dài, đúng không ạ? Và yếu tố thứ ba là chính là về quỹ đất anh chị ạ. Thì khu vực khu nghiệp BKMX này 6.317 ha, phần lớn là quỹ đất của nông trường nhà nước, cho nên là cái việc giải phóng bằng cực kỳ nhanh. Cái thứ hai nữa là của khu đô thị và khu du lịch tập đoàn Sun Group cũng vậy, phần lớn là của quỹ đất nhà nước, cho nên hai dự án này là quỹ đất của nhà nước. Ngoài ra còn rất nhiều quỹ đất của nhà nước ở các khu vực khác, ở các khu vực khác ở bên ngoài khu nghiệp BKMX này. Cho nên về cái tiềm lực phát triển lâu dài thì trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy khu nghiệp BKMX này và khu du lịch, khu đô thị Sun Group, đúng không ạ? Hai cái khu vực này chính là hai cái điểm nhấn mạnh về bất động sản ở Đồng Phú trong thời gian sắp tới đây. Ngoài ra thì khi mà hai cái dự án lớn này được triển khai thì các tập đoàn khác người ta sẽ xin chủ trương thành lập các cái dự án ở những quỹ đất của nhà nước xung quanh khu vực này anh chị nhé. Và xung quanh khu vực này sau này sẽ là một điểm nhấn thật là mạnh về bất động sản mà anh chị chúng ta có thể nhìn thấy ở trên bản đồ này, đúng không ạ? Đây là yếu tố về quỹ đất. Hiện nay thì để phát triển công nghiệp cũng như là khu đô thị hay là khu du lịch ở các địa phương khác như là Trơn Thành hoặc là Đồng Xoài thì quỹ đất hết, đúng không ạ? Phần lớn để phát triển dân cư là chính thôi. Còn để phát triển công nghiệp thì phải đến các cái địa phương có quỹ đất rộng, quỹ đất của nhà nước và có kết nối cao về cơ sở hạ tầng. Thì Đồng Phú chính là một cái tâm điểm mà chúng ta có thể tham khảo trong thời gian sắp tới đây. Đến yếu tố thứ 3. Vậy Đồng Phú có gì? Và chúng ta sẽ nhắm đến các cái khu vực nào để chọn bất động sản ở trong thời gian sắp tới đây? Đầu tiên anh chị có thể tham khảo về khu công nghiệp BKMX anh chị nhé. Đây là một khu công nghiệp với diện tích là 6.317 ha, vừa là công nghiệp kết hợp với đô thị anh chị ạ. Hiện nay thì đã hoàn thiện gần xong 4 tuyến đường là 4321 rồi. Ngoài ra xung quanh khu công nghiệp BKMX này, cái phần màu tím này thì còn các cụm công nghiệp khác như là cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 do Thành Phương xây dựng thì đã gần xong rồi. Ngoài ra còn có Nam Đồng Phú cũng đang được mở rộng, Bắc Đồng Phú ở trên này cũng đang được mở rộng. Thì đây chính là những cái điểm nhấn về bất động sản mà chúng ta có thể nhắm đến. Đầu tiên là BKMX, đúng không ạ? Thì cái BKMX hiện nay là một khu nghiệp lớn nhất tỉnh Bình Phước trong thời điểm này,
anh chị ạ. Anh chị nào chúng ta muốn có cái bản đồ quy hoạch này thì có thể inbox để lại bình luận bên dưới, tôi có thể hỗ trợ anh chị. Cái thứ hai gì ạ? Đất để thành lập khu công nghiệp Becamec này thì như tôi chia sẻ ban đầu thì chính là đất của nông trường cao su. Yếu tố thứ ba là với mật độ dân cư. Anh chị nào mà chúng ta đang lăn tăn về cái việc gọi là đầu tư ở đâu ở Đồng Phú, liệu có đầu tư với Becamec hay không, thì chính yếu tố này là một cái điểm nhấn. Becamec Đồng Phú không giống như Becamec Mỹ Phước 1234 quý vị nhá. Và nó sẽ gần và có thể là sẽ hơn Becamec Trân Thành ở cái điểm gì ạ? Bởi vì hiện nay xung quanh khu vực Becamec lượng dân cư ở rất là đông. Thì chính yếu tố này khi mà khu nghiệp Becamec về chính là một cái điểm mạnh để các khu vực bất động sản xung quanh ở bên ngoài khu vực Becamec phát triển mạnh anh chị nhá. Đấy chính là một cái điểm nhấn mà khi mà chúng ta đến với Becamec Mỹ Phước 1234, anh chị sẽ thấy là phát triển rất là sung ở bên trong nhưng mà bên ngoài thì rất là ảm đạm đúng không ạ? Nhưng Becamec Trân Thành thì lại khác, phát triển mạnh đồng đều cả trong lẫn ngoài. Bởi vì sao? Lượng dân cư hiện hữu của bên Trân Thành có, và ở Becamec Đồng Phú cũng vậy, lượng dân cư ở ngoài cũng khá là đông quý vị ạ. Đến cái điểm nhấn về khu nghiệp Becamec này, chính vì yếu tố này cho nên mà chúng ta có thể nhận định rằng về tương lai bất động sản ở khu vực Becamec này trong thời gian sắp tới đây sẽ rất là mạnh. Anh chị có thể nhắm đến các cái tuyến đường này, hoặc là các khu vực vùng ven khu nghiệp, các cái trục đường xương sống chính liên xã hoặc là liên huyện. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu các yếu tố về giá cả và cụ thể như nào thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ ở phần dưới anh chị nhé. Thứ hai anh chị có thể nhắm đến đó chính là gì ạ? Khu vực Hồ Suối Giai, Hồ Bà Mụ và gì ạ? Chúng ta sẽ hưởng sóng theo cái gì ạ? Khu du lịch và khu đô thị của tập đoàn Sun Group hiện nay đang trong quá trình triển khai quy hoạch. Thì với những cái ưu điểm là gì ạ? Hiện nay thì vành đai Hồ Suối Giai, cái ưu điểm đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là có cái view hồ cực đẹp quý vị ạ. Rộng hơn Hồ Suối Cam anh chị nhá. Đẹp hơn Hồ Suối Cam. Đấy. Và con đường vành đai Hồ Suối Giai này này kết nối từ Tân Lập mà lên thẳng trung tâm của thành phố Đồng Xoài là Hồ Suối Cam anh chị nhá. Cho nên là có kết nối cực mạnh. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là gì ạ? Có dự án Sun Group. Đấy. Yếu tố tiếp theo nữa là hiện tại bây giờ khu vực này của chúng ta đang là thị trấn Tân Phú anh chị nhá. Thị trấn Tân Phú nằm ở đây. Thì thời gian vừa rồi như anh chị thấy, Trơn Thành đã được lên thị xã đúng không ạ? Đồng Xoài đã được lên thành phố. Thì khả năng cao thời gian sắp tới đây nhờ vào hai dự án Becamec và Sun này thì thị trấn Tân Phú khi đủ lượng dân cư sẽ lên thị xã Tân Phú anh chị nhá. Đấy là những cái gì mà chúng ta sẽ dự đoán về những sự phát triển định hướng của tỉnh và của huyện trong thời gian sắp tới thôi. Còn chắc chắn như thế nào thì không ai dám chắc chắn cả anh chị nhá. Đây là những cái gì mà cá nhân tôi nhận định, anh chị có thể tham khảo. Đúng thì anh chị có thể tham khảo sâu những bất động sản cho mình. Còn nếu như không đúng với quan điểm anh chị thì có thể góp ý ở bình luận bên dưới. Đấy là hai cái điểm nhấn chính mà anh chị có thể tham khảo. Vậy cụ thể khi mà đầu tư bất động sản ở hai khu vực này, cụ thể là các cái khu vực xã Tân Lập, Tân Tiến, Tân Phú, Tân Hòa và Tân Lợi, thì chúng ta sẽ cần lưu ý những yếu tố nào để chọn vị trí cho nó an toàn, hiệu quả và thoải mái đúng không ạ? Đầu tiên nói về Becamec, để chọn vị trí tiềm năng và hiệu quả cao, anh chị có thể lưu ý một số cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là về cái thời gian triển khai khu công nghiệp. Thì với diện tích là gì ạ? Hơn 6.000 hecta thì cái việc triển khai có thể sẽ chia từng giai đoạn khác nhau, có thể là 4 hoặc 5 giai đoạn tùy theo anh chị nhé. Vậy cho nên là chúng ta lựa chọn những vị trí nào cho nó phù hợp với cái sự phát triển của khu công nghiệp. Anh chị nào mà chúng ta định hướng đi theo khu nghiệp Becamec nhá. Cái lưu ý số 2 nữa là gì ạ? Về giá. Đấy. Trong thời gian vừa qua thì các khu vực xung quanh khu vực này đã được đẩy giá khá là cao. Cho nên chúng ta cần phải khảo sát, so sánh và định giá thật kỹ trước khi xuống tiền. Trái những khu vực nào bị đẩy giá nha anh chị nhá, thì chúng ta có những cái chiến lược như là so sánh này theo cái bảng giá đất của nhà nước này, hoặc là dựa vào cái gì ạ? Cái thực tế đấy, giữa cái khu vực này và khu vực kia. Và yếu tố thứ ba anh chị chúng ta cần lưu ý đó chính là gì ạ?
yếu tố lãi vốn và dòng tiền. Ở khu vực BKMX thì thời gian sắp tới đây, khi mà sau khu nghiệp có một số vị trí sẽ khai thác rất là tốt về yếu tố lãi vốn và dòng tiền. Ví dụ như các cái trục đường liên xã, liên huyện, các cái trục đường nó có cái điểm từ khu nghiệp ra, hoặc là các cái điểm ra của các tuyến đường như là 4, 3, 21 anh chị nhé. Đấy, cho nên chúng ta sẽ lựa chọn những bất động sản nào nó có cái sự kết nối cao, đấy, có lượng dân cư hiện hữu, điểm ra của khu nghiệp để chúng ta đón đầu xu hướng. Và yếu tố tiếp theo chúng ta cần lưu ý là gì ạ? Yếu tố thanh khoản. Nếu như anh chị chúng ta kiểm soát những yếu tố vừa rồi thì yếu tố thanh khoản chắc chắn sẽ được kết quả cao anh chị nhá. Là về phần giá, chúng ta nhập vì giá rẻ đúng không ạ? Chúng ta xem xét kỹ yếu tố vị trí, khu vực nào sau này sẽ phát triển có yếu tố lôi kéo dân, như là dân cư hiện hữu này, có chợ, có điện đường, trường trạm, có các hàng quán xá đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đầu tư vào, ưu tiên các khu vực ven khu công nghiệp. Và với khu nghiệp BKMX như hiện nay mới chỉ đang triển khai 4 con đường, thì anh chị chúng ta có thể lưu ý cái phần nào, ưu tiên những cái điểm gì. Thì ưu tiên số 1 ở đây anh chị có thể gì ạ? Các cái điểm gần dân cư, gần khu công nghiệp, càng gần khu công nghiệp càng tốt anh chị nhé. Bởi vì khu công nghiệp này sẽ triển khai trong thời gian lâu dài và từng giai đoạn khác nhau, cho nên chúng ta hãy lựa chọn những khu vực nào có dân cư, có kết nối mạnh, đường xá thông thương, đầy đủ các cái tiện ích như là gì ạ, chợ, các cái cửa hàng quán, hoặc là gì ạ, các cái hệ thống chính trị. Hiện nay thì gần khu vực này thì có Ủy ban nhân dân xã gì ạ, Tân Tiến này, Tân Hòa hoặc là Tân Lợi, anh chị có thể tham khảo. Yếu tố thứ hai chúng ta cần ưu tiên là gì ạ? Chúng ta cần điều tra kỹ về giá và tránh các khu vực bị giá cao. Thì cái điều này lúc nãy tôi đã chia sẻ rồi. Yếu tố thứ ba là gì ạ? Các cái điểm ra của khu nghiệp thì hiện nay ấy, ở trên cái bản đồ quy hoạch này này, nó có những cái điểm ra từ khu nghiệp ra dân, thì anh chị có thể đón đầu các khu vực bên ngoài đấy, để chúng ta đón đầu khu nghiệp đúng không ạ? Các cái đầu tuyến như là tuyến 4, tuyến 3, tuyến 2, tuyến 1, hoặc là các cái đường nhánh, hoặc các cái đường liên xã, chúng ta nên tham khảo và đón đầu ở những vị trí bên ngoài, để khi khu công nghiệp vào, nợ dân cư vào, thì họ sẽ ra các khu vực ngoài để họ ăn cư lập nghiệp, đúng không ạ? Đầu tiên đó chính là về BKMX. Đấy, đấy chính là một phần quan trọng và khả năng cao ấy, để dự đoán. Và nhiều anh chị sẽ hỏi là vậy khu nghiệp BKMX này khi nào sẽ triển khai? Thì tôi cũng xin chia sẻ rằng với nếu như để tôi dự đoán thì khả năng cao trong khoảng từ 1 đến 2 năm tới. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta phải nhìn nhận thực tế anh chị nhé. Không ai dám nói trước điều này cả. Bởi vì nếu như nó rõ ràng thì ai cũng thắng rồi đúng không ạ? Bất động sản thì bản thân nó đã không rõ ràng rồi. Chúng ta chỉ có thể dự đoán, xem xét và nhận định thôi. Đấy. Và cái khu vực số 2 anh chị có thể tham khảo khi mà đến với Đồng Phú trong thời gian sắp tới đây, đó chính là gì ạ? Cái khu vực phía hồ Suối Giai, để chúng ta hưởng sóng theo gì ạ? Theo cái phía Tây Hồ của tập đoàn Sun. Thì với cái khu vực này anh chị chúng ta cần lưu ý những cái điểm sau. Thứ nhất là gì ạ? Hướng view hồ nó phải đẹp. Đấy, đã ra đây thì chúng ta phải cần những cái hướng view hồ đẹp để sau này lấy thanh khoản và có cái tỷ lệ tăng giá cao, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai là về giá. Thì toàn bộ khu vực này trong thời gian vừa qua như tôi chia sẻ đã được đẩy giá khá là cao, nhưng còn nhiều vị trí giá cũng khá là rẻ nữa, anh chị chúng ta có thể tham khảo. Yếu tố thứ ba nữa là về yếu tố lãi vốn và dòng tiền. Thì ở các khu vực view hồ như này, view hồ đẹp như này, có con đường vành đai kết nối thẳng lên hồ Suối Cam dài như thế này, thì những bất động sản hướng ra hồ sau này sẽ gì ạ? Kinh doanh theo cái mô hình gọi là thương mại dịch vụ. Đấy, có thể là các cái nhà hàng ẩm thực, các cái cửa hàng ăn nhỏ đấy, để phục vụ giới trẻ, hoặc là các cái điểm check in, thì chúng ta có thể đón đầu những cái điểm như vậy. Nhưng mà phải lưu ý gì ạ? Nó có cái yếu tố khai thác lãi vốn và dòng tiền anh chị nhá. Yếu tố thứ tư ở đây là gì ạ? Yếu tố thanh khoản. Thì nếu như anh chị chúng ta kiểm soát được ba cái yếu tố trên thì yếu tố thanh khoản sẽ rất là ok, đúng không ạ? Đường xá thông thương đấy, có các cái yếu tố như là dân cư hiện hữu đấy, giá thì mức giá sàn, mức thấp hơn giá thị trường, thì chắc chắn bất động sản của anh chị sẽ thanh khoản khá là cao ở hai vị trí này.
Và chúng ta cần ưu tiên những cái điểm gì ở hai dự án này, đặc biệt là phía Tây Hồ anh chị, ở phía Đông Hồ. Thứ nhất là anh chị nên ưu tiên những cái dự án F0. Hiện nay nếu như chủ đầu tư nào mà họ phân lô tách thửa đây á, thì họ sẽ bán với mức giá khá là phù hợp với cái tình hình của thị trường hiện nay. Và anh chị có thể tham khảo những cái dự án như vậy ở cái phía gần vành đai Hồ Suối Giai anh chị nhá. Với cái ưu điểm là gì ạ? Chưa bị qua tay nhiều nhà đầu tư. Và F0 thì lúc nào giá nó rẻ hơn. Thứ hai là gì ạ? Vị trí phải đẹp. Hướng hồ nó phải đẹp. Đấy, đã ra hồ nó phải đẹp. Sau này bán cho những người giàu, họ xây các căn biệt thự, xây những ngôi nhà mà hướng ra hồ. Hiện nay thì mức giá dao động từ có thể là từ, theo như tôi được biết thì từ 350 cho đến 500 triệu mét ngang anh chị ạ. Đấy, ở những khu vực đẹp nhá. Thì sau này những khu vực đấy chỉ những người giàu họ mới sở hữu thôi. Đấy, cho nên anh chị chúng ta có thể đón đầu xu hướng trước. Và chúng ta đừng quá quan tâm nhiều quá về cái vấn đề giá khi mà gì ạ? Khi mà đón đầu các khu vực mà vành đai Hồ Suối Giai này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bất động sản theo hồ ở Bình Phước cực kỳ ít về số lượng, mà cái nhu cầu thì cực kỳ lớn. Hiện nay theo như tôi được thấy thì không có bất động sản bán ra, toàn là những cái khu vực mà gì ạ, đẹp các chủ đầu tư họ giữ lại thôi, hoặc là những người đầu tư trước họ giữ lại thôi. Cho nên nếu chúng ta săn được những vị trí mà hướng ra hồ đẹp, thẳng view đẹp ấy, thì những khu vực đấy sau này có độ thanh khoản và hiệu quả rất là tốt. Cái ưu tiên tiếp theo nữa là gì ạ? Anh chị có thể gì ạ, ưu tiên các khu vực mà gần dân cư, có cái gì ạ, có cái điểm cộng về kết nối như là thông thương từ đường DT đấy, ra phía hồ, hoặc là gì ạ, từ chợ ra hồ, hoặc là từ dân ra hồ. Nói chung là đường xá nó phải thông thương, thuận tiện di chuyển và đi lại, tối thiểu gì ạ, nó phải nọt một cái ô tô thì chúng ta mới nên đầu tư ở những hai khu vực như thế này nhá. Đấy là những cái chia sẻ của tôi ở trong video ngày hôm nay về cái chủ đề là đất nền Bình Phước trong năm 2022 này, thì chúng ta nên tập trung vào địa phương nào, nên tập trung vào vị trí nào. Và vừa rồi chính là những cái chia sẻ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, cũng như là những cái gì mà tôi thu thập được ở trong thời gian vừa qua, khi mà giúp hàng chục, hàng trăm nhà đầu tư trong 2-3 năm chuyển lại đây có và sở hữu những bất động sản khu vực phía các cái xã xung quanh này nhá anh chị ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung vừa rồi bổ ích và giá trị cho người khác thì hãy chia sẻ đến họ, và đừng quên tặng tôi nút like nhá, và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.